Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với kênh Fred Như Chanh. Và mình là Chanh. Hôm nay là ngày thứ 2 trong hành trình 15 ngày mình theo lộ trình của lối sống xanh. Và hiện tại là mình đã chạy được 15 km, một vòng Hồ Tây, trong vòng gần 2 tiếng. Chỉ thiếu 2 phút thôi là gần 2 tiếng. Ok, và hiện tại mình đang rất là hạnh phúc vì mình đã hoàn thành chặng đường ngày hôm nay đầu tiên. Thôi bây giờ mình sẽ trở về nhà thôi. Thì bây giờ đã là 11 giờ trưa và mình cảm thấy khá đói. Từ sáng đến giờ thì mình uống vẫn nhung quá nước mía và bún bông anh. Và đây thì có một đĩa trái cây, đó chính là mận, nắp hạt và vải, vẫn nhung quá thôi. Mình ăn rất đơn giản. Và vải thì mình tính là mình để đông để làm trà cũng rất là ngon, thế là mình để đông hết luôn. Không hạt. Bây giờ là 3 giờ chiều, mình sẽ đem nước đã phơi vào thùng tháo đại trà. Sau đấy chúng ta sẽ nghỉ từ 1 đến 2 tiếng để đi vào tập luyện buổi cơ ngày hôm nay. Ok, go. Và đây vật dụng không thể thiếu, đó chính là túi xúc đại trà, đã gắn bó với mình được hơn 1 năm rồi. Và tiếp theo không thể thiếu đó chính là nước cốt chanh. Mình đã bắt chanh ra, hôm nay mình tăng lên thành 2 quả rưỡi. Nửa quả này mình sẽ để ngồi đầu. Mình sẽ đổ vào chai thôi. Có một lưu ý nhá, đó chính là chúng ta làm thụt tháo khi nào. Thụt tháo ấy thì mình sẽ thường làm trước khi tập luyện tầm 1-2 tiếng, nếu như mọi người có thời gian. Thì mình sẽ làm thụt tháo trước khi tập luyện vào buổi chiều. Còn nếu như không có thời gian thì có thể sau bữa tối 1 tiếng mọi người có thể làm thụt tháo lại chàng nha. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thôi. Let's go. Alright. Với ngày thứ 2 thì buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ tập thân trên. Bởi vì sáng nay mình đã chạy bộ và phần dưới chân thì hơi mỏi mỏi. Thế cho nên là chúng ta sẽ nghỉ phần dưới nha. Chúng ta sẽ tập body từ bụng lên. Ok, 30 phút bắt đầu. Vậy là mình đã hoàn thành xong ngày thứ 2 trong lộ trình 15 ngày nghiêm ngặt thực hiện theo lối sống xanh. Mình đã vừa hoàn thành xong 30 phút tập cơ phần thân trên. Và sau khi kết thúc 30 phút thì mình thật sự khát. Và đây vẫn là nước mía và bún bông anh. Và đây là một hộp chuối đông lạnh của mình. Mình đã đông lạnh bởi vì là mình sẽ không ăn kịp vì nó chín rất nhanh. Cho nên là mình để đông lạnh, mọi người ăn chuối chín cây và chuối tươi thì sẽ tốt hơn nhé. Ok, xin mời cả nhà. Mình sẽ làm một ngụm trước nữa nha. Tập xong uống đã rồi đâu. Vậy tổng kết lại trong ngày hôm nay thì mình đã làm được những gì đây? Về phần tập luyện thì sáng mình đã chạy được 15 km, chiều mình đã tập được 30 phút tập cơ phần trên, thủ tháo đại tràng. Còn về ăn uống thì bữa trưa mình ăn vải và mận, bữa tối thì mình sau tập mình sẽ ăn chuối, và trong ngày thì mình sẽ uống nước mía và bột quay. Chỉ thế thôi, rất đơn giản phải không? Và trong ngày hôm nay thì mình đã cảm thấy cơ thể thay đổi khá là nhiều rồi đấy. Thủ tháo đại tràng thì đã khiến cơ thể của mình đào thải ra được nhiều phân cũ hơn, nên là bụng mình cũng nhỏ lại rất nhiều. Và cái việc ăn thô hoàn toàn ấy, ăn trái cây hoàn toàn cũng giúp mình nhẹ nhàng hơn. Và mình thật sự trong ngày hôm nay mình đã sáng kiến ra được rất nhiều ý tưởng và mình cần thêm thời gian và nhân lực để hoàn thiện nó, nhưng không sao, cứ từ từ rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy, đúng không? Ok,
Cảm ơn mọi người đã theo dõi ngày hôm nay của mình. Mình thật sự rất vui và tự hào với sự hoàn thành xuất sắc của mình trong ngày hôm nay. Tiếp đến ngày mai nha, không bỏ cuộc, don't give up. Bye bye. Mình là Tranh. Chúc bạn bình an. Bye bye.